Đây, Shiboga, ông già luôn. HD4643T. Đồng này là đồng Bình Thạnh Hồng Ngự nha các bạn. 4643T. Hai cầu luôn. TN100. Rồi, má này tháp. Qua đây, bên đây thì cũng có chỗ người ta cuốn máy lớn, cuốn máy nhỏ nha các bạn. Ban đầu thì cứ lầm tưởng là bên này là cuốn máy nhỏ không à. Bình Thạnh khúc này là nó nằm ngay chân cái bãi gác nè. Bãi gác với lò thiêu nè. Và cái khúc này toàn chơi máy 2 cầu máy lớn không à. Fiat 640 2 cầu nó kìa, với 6.000 nữa. Còn 493, dòng mà 493, 453 là nhỏ. Bên này thì mình thấy cái tốc độ cuốn ở bên này thì đa số là chậm chứ không có chạy nhanh. Cũng có thể là đang vô mùa mưa này gom ít cho nên ta không có làm nôn. Mặt nạ du này nè, nó lai lai cái dòng Agi nè, Fiat Agi á. Đó, còn kia là con Mercedes Fusion 2210 đó. Bốn tên nợn trăm này sao cảm giác nó chạy nặng hơn của con 4.000 ta. 4.000 cũng tên nợn trăm mà thấy nó nhẹ hơn. Tiger, dòng này là còn dòng Tiger, nó thuộc cái dòng V52 với 42F á, mặt nạ này nè. Thuộc dòng V nhưng mà con này mã là mã XD. Ý mình nói là Tiger là thuộc dòng V ấy nha. Máy này máy 3. Ủa ta máy 3 mà 4T. Cái gì tên nợ 100 có máy 3 ta, mình cũng mình nghe nói thường là máy 4 mà. Thế là mình cũng không gành nữa. Cái này để nhờ các bạn phán giùm đi nha. Vật giả để mình về mình tìm thông số sao. TN100 dưới 4T100 là 1 hay 2 ta? Chắc 2 quá. 4T100 là mình có nhớ nó là máy 4. Còn này nó để là TN100 máy 3. Nói chung cũng hơi ngu vô này rồi. Máy 3 mà nãy mình tưởng máy 4. Rồi cái hờ máy chạy nghe cũng hơi yếu hơn 4.000 thấp máy 4T100. Thông cảm nha các bạn. Cho mấy cái dòng 4T100 với TN100 này, mấy cái dòng này mình mới nghe thôi chứ mình không có tìm hiểu nữa. Chỉ biết đa số cái dòng Shiboga, cái dòng 4.000 đó là nó hay thấp máy thôi à. Nó hay thấp máy là do cái máy theo máy đó, máy đó nó dở. Mình cũng nghe nói chạy thời gian nhớt dầu nó bị cái gì đó. Cho nên nguyên con Shiboga là xài được nguyên cái máy chứ gì.
xài không được có cái máy, còn như toàn bộ là xài được hết, bền. Đuôi đít đồ nó cũng nghe cũng nói bền lắm. Đây, 60 mã lực 2600 vòng. À, vòng tua tối đa là 2800. BS là cũng mã lực tối đa luôn. Anh nói máy gear nhưng mà nãy mình tưởng đâu là máy tháp có turbo. PC turbo chứ mấy turbo. Nhớt hả? Gom ướt rồi nó hay bị quấn râu lắm. Con này là cũng đoàn lần đầu tiên gặp nè. Ở đây thì cuốn gom toàn là chạy cuốn toàn là máy hai cầu, lớn nhỏ thì cũng hai cầu không. À, vụ này xong là nghỉ rồi, bên đây có hai vụ à, bắt đầu xả đê cho nước vô, đứt dây nữa giờ ruột dây à. Nó 4.000 hai cầu đó. Đây quay gần đây. Máy này 60 ngựa. Cầu trước đây. Ngắn quá ta. Ngắn ngủng à. Tiger này thấy trên cái dòng V nhiều. Nhớ cái nhiễu. Ủa, nhớ cái này nhớ gì mà dữ vậy anh? Đường thẳng luôn. Đường thẳng là đường chuyền đi. Như đường chuyền cái gì đó. Ờ đường chuyền. Con là đường chuyền. Đâu có kẹt đâu. Đâu bắn ra.
đâu ở đây này chứ. Nãy ai có thấy ngoài này không? Đi tải rồi đó, con ra cái đầu đó, cái đầu. Cái đầu nó vậy á. Nó vô bắn con tôm rồi hả? Để cháu bắn ai? Nhìn bên này nè.